Xong rồi, đây là món khoái khẩu. Bỏ ra. Nó đang ăn hạt dẻ anh ạ, đang cắn hạt dẻ. Hạt dẻ nó tem của nó. Thoải mái sờ tay luôn anh ạ, đây. Mổ cả tay mình luôn. Này. Này. Tiếp tục xiến anh ạ, ngon. Nào. Bên mặt tang khe. Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả video thêm kênh của mình nhé. Anh em ạ, thì là hôm nay thì trên mình cũng gọi là hơi nắng ra. Thì có lúc sáng nay thì là trên mình mưa anh em ạ. Mưa thì là đây, cà phê của mình thì nói chung là sáp thì ê ẩm ở nhà hết anh em ạ. Còn không ấy gì luôn, ẩm ra hết rồi, mốc ra hết rồi mọi người ạ. Đấy, chỉ mong là trời nắng lên thôi. Thì là trời nắng lên thì cái cà phê trên mình thì mình cũng chảy cà phê thì cũng xong một lần rồi anh em nhé. Xong lần rồi thì là đang lại lần 2, lần 3 nó chín ấy, thì là nó vẫn chưa chín anh em nhé. Thì là với thời gian chờ đợi cà phê nó chín thì anh gia đình mình thì có xuống là sấy cỏ ở chỗ nhà anh dân tộc Tây Bắc TV mọi người nhé. Thì bây giờ là mình chuẩn bị xuống sấy cỏ mọi người nhé. Thì là cũng khá nhiều anh em bảo mình là xuống nhà anh dân tộc Tây Bắc TV để thăm anh ấy đi. Thì tiện thể hôm nay thì mình xuống sấy cỏ nương thì là mình sẽ vào nhà anh ấy quay thăm mấy chú chim ở nhà anh cho mọi người xem luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống sấy cỏ trước, sấy cỏ xong thì mình mới xuống vào thăm mấy chú chim ở nhà anh giống mọi người nhé. Ok, anh em cùng chờ xem như nào anh em nhé. Ok, và hiện tại là mình đã sấy cỏ xong thì mình xuống nhà anh người ạ. Đây, mình xuống thăm mấy con chim ở nhà anh dân tộc Tây Bắc TV đây. Rồi. Đằng sau đây mọi người nhé. Đấy, có mấy chú chim. Con Abi đẹp ghê luôn. Đấy. Và đây là ở trong Abi mọi người nhé. Thì là con Abi nói chung là cũng rất là nhiều chim luôn. Vô vàn các loại chim. Nói chung là hôm nay là mình xuống buổi tối nên là không thể cho nó tắm, không thấy nó cảnh mà nó tắm được mọi người ạ. Một hôm là mình xuống là ban ngày đi, thì hôm nay là mình đi làm, xong là mình xong sớm đi làm ở nhà anh dân tộc Tây Bắc TV thì mình xong sớm thì mình xuống đây, mình thể xuống đây thăm mấy chú chim của anh ấy luôn. Cũng khá là đâu rồi mình không xuống đây rồi, nó khác tầm 3-4 ngày rồi đấy không xuống đây. Đấy, hôm nay là xuống thăm mấy chú chim ở nhà anh dân tộc Tây Bắc cho mọi người xem mọi người nhé. Đây. Nhiều chưa anh em, nói chung là mua bàn luôn mọi người ạ. Chim thì đây, anh đã thiết kế lại cái cho con mấy con chim này là kiểu là cho cái túi bóng này, túi lông này, cái bóng quấn quanh để nó tránh rét mọi người nhé, để nó ấm hơn, đỡ lạnh một tí, nó đỡ lạnh. Đấy, quấn đi ba bên. Đấy, còn đằng trước này là không quấn để mà lúc mà vào còn nhìn nó anh ạ. Chất chưa, nhiều chim chưa, có cả chà mào bông à, chà mào bông với cả chim hách xoan đỏ trắng chà mào. Còn mấy con chim kia thì em xin mông tung thì mình không biết. Nói chung là cũng không biết đấy anh em ạ. Còn là có cả họa mi nữa, kìa họa mi kìa. Đấy, con đang bay họa mi anh em nhá. Hai con kia họa mi lất này. Đấy, sáo kìa. Đấy, các bạn chim luôn. Quế lâm với cả cua dốc, chim cút nữa. Đây, anh thiết kế cái quả mà để mà thức ăn cho con chim, tận dụng cái đĩa này, đĩa vớ này, đĩa thải. Đấy, anh tận dụng luôn, dùng cái bom nước mà mình uống thì anh cắt ra anh hàn lại. Đấy, cho vào trong kia cho nó tự chảy, anh vào cho đầy cái bom này cho nó tự chảy xuống rồi nhé. Ăn hết ở dưới này nó tự chảy xuống đấy. Chú chim nói chung là chim thì nói chung gọi là nhiều thì thôi rồi anh ạ, vô vàn luôn. Đấy. Anh em ạ, em thấy thế nào, chim ở nhà anh nói chung là chung nhiều cực luôn, quá nhiều. Đấy. Nhưng mà anh em nào muốn ngắm châm ngưỡng chim thì anh em có thể lên cho số anh em bọn mình để mà ngắm chim ở trên nhà anh ấy. Nhà anh nói chung nhiều loại chim lắm rồi ạ. Anh em nào thích về chim thì anh em có thể là lên trên bọn mình thăm ngắm chim mọi người ạ. À, chim gọi là quá nhiều anh em biết.
Ok. Thì là trong đây, ở đây là trong AV mà nhá. Thì là còn cũng còn mấy con ở nhốt ở trong lồng các kiểu nữa. Với cả là mấy con chim săn nữa. Đấy. Chim săn gọi là có 3 4 con gì đấy anh em ạ. Đấy, còn mấy đằng trước nhà này mọi người nhá. Đằng trước nhà này nhá. Con khiếu này. À, con chòe than chòe lửa. Đấy. Nói chung là nhiều. Đằng trước đằng sau khá là nhiều luôn. Còn đây này, khuyên. Nói chung chim thì thốt rồi nhưng mà nhiều và vô vàn luôn. Thế này hiếu rồi, cả lôi mà hôm trước mà xuống hôm má giao lưu về anh em nhé. Chuyển than con trong này, trong này là con trầm mà bốn vấy được anh em nhé. Còn rúc lắm. Rồi, bỏ xuống. Đây nữa anh em ạ. Đấy. Cô gái đây. Hôm trước anh em mình mang cô gái đi bấy một lần nhưng mà không được người chứ. Đấy. Là con mồi mình không hót, anh em mình kích loa nó vào, nó nhìn thấy anh em mình nó bay đi mất anh ạ. Đấy, cô gái đây. Con này là con non anh em nhé. Đấy, con màu non. Đấy. Thoải mái sờ tay luôn anh em ạ. Đây. Mổ cả tay mình luôn. Con này nó không biết giữ lông anh em nhé. Không biết giữ lông gì luôn. Lông nó xáo á. Thế nhỉ? Lông nó rất là xấu luôn anh em ạ. Cánh nó nhìn lui đó. Không có lông, tí nào lông rồi luôn. Quá thuần anh em nhé. Nào xuống đây nào. Nó cứ nhảy lên rồi ạ. Thuần lắm anh em ạ. Con này anh mang ra khiển mấy lần đấy mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là không có thời gian chơi thì nó không khiển được anh em nhé. Đẹp chưa? Đó, và đây là con Phượng Hoàng Lất anh em nhé. Đấy, Phượng Hoàng Lất đẹp chưa anh em? Nhìn đuôi chất chưa? Quá dài, nhìn đẹp nhờ. Đấy. Nhìn đẹp nhờ. Quá đẹp luôn. Thuần nữa anh em ạ. Được đấy. Nói chung là anh Dũng đang đi làm video anh ạ. Hôm nay đi bấy chim từ sáng sớm. Anh đi lên một đi vào trong hùm hay sao anh ạ. Đi vào trong bản lên mục cao anh em nhé. Thì không biết là hôm nay có kịp úp video lên nữa không, xem không anh ạ. Thì là nói chung là anh ấy làm từ sáng đến bây giờ vẫn chưa về. Đi bấy chim anh em nhé. Vừa đấy gọi, mình có gọi bảo là chim đang cuốn lắm chưa về được, thì đợi một lúc nữa anh em nhé. Chắc là hôm nay chắc không có bạn anh ở trong video mình đâu mọi người nhé. Thì khả năng là mình sẽ hôm nay mình xuống thì mình sẽ quay ở nhà cho mọi người xem thôi. Trước này nữa là mấy con bịp với cả vàng anh nhá. Đấy, vàng anh đẹp nhỉ. Vàng anh quá đẹp luôn mọi người ạ. Đẹp. Đây nhá, và đây là con sóc đây anh em ạ. Sóc mà hôm trước anh em mình đi bắt cùng nhau kia về là một con của mình kia là cho cho một bạn mất rồi người ạ. Lại còn con này, còn hai con ở trong này thôi mọi người nhá. Rồi mình cho nó ăn con cào cào. Đây này. Đấy, chạy luôn anh em ạ. Đấy, bắt đi. Đây này, sóc này. Đừng có tranh nhau đây này. Ồ, con kia hơi nhát anh em ạ. Đây. Nó không vào ăn anh ạ. Con kia được ăn phát nó chạy ngay. Đây, sao con này ăn thế mà. Ăn đây này. Đấy. Bắt luôn rồi. Nào, đây này. Sao rồi. Này. Bỏ ra. Mày tham thế. Sao rồi. Đây là món khoái khẩu. Bỏ ra. Nó đang ăn hạt rẻ anh em ạ, nó đang cắn hạt rẻ. Hạt rẻ nó tem của nó rồi. Đây, ăn đi. Nó đang ăn hạt rẻ, nó không chịu ăn luôn mọi người ạ. Ăn nhiều quá vậy á. Cứ đi, ăn nhiều. Mình này tướng đã xí chứ. Tướng là tướng quá.
Đây 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 đây. Đấy. Chắc khả năng là hôm nay mình sẽ mình xuống thì mình chỉ quay là cho đến đây thôi nha nhá. Mình quay đến đây thôi thì là để hôm nào mình xuống mình sẽ quay lại hoàn chỉnh cho anh em xem. Giờ cũng khá là muộn rồi, thì tối rồi thì mình cũng sẽ đi về nữa. Còn nhà xa với cả là mình sẽ đi về. Đấy ạ. Đấy. Để hôm nào anh Dân Tộc Bắc TV ở nhà, anh ấy đi làm đi ở nhà thì mình sẽ xuống đây mình quay cùng anh ấy quay cho mọi người xem. Hôm nay là anh đang đi làm nên chưa về được mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ dừng ở đây, mình sẽ đi về. Ok anh em nhé, thì là hiện tại là ở nhà, ở ngoài trời thì đang mưa, thì hôm nay mình quyết định sẽ chế một món ẩm thực thượng thừa ở nhà mọi người xem. Đấy, hôm nay là hôm qua là mình có xuống đi làm ở chỗ anh Dân Tộc Tây Bắc TV, mình cũng có ghé qua để thăm mấy con chim ở nhà anh ấy. Xong là hôm nay mình về thì sáng hôm nay là trời mưa anh em ạ, thì là ở ngoài trời thì nó đang mưa mọi người nhé. Đấy, nên là hôm nay mình quyết định rồi làm một món ẩm thực thượng thừa tại nhà cho mọi người xem. Ok, và đây là con gà anh em nhé, thì là mình vừa mới bắt, mình bắt từ tối hôm qua để đấy, hôm nay mình vừa mổ xong, mình thịt xong rồi anh em nhé. Đấy, mình làm thịt xong rồi, giờ chỉ việc là chế món anh em nhé. Chắc là mình sẽ khả năng là mình sẽ chế siêu cay anh em ạ, tiếp tục làm siêu cay anh em ạ, đầu tay ẩm thực tiếp tục làm món siêu cay mọi người nhé. Như vậy là mình đã kẹp xong hết toàn bộ mọi người nhá. Bây giờ là chỉ việc đặt đèn than chờ nó chín thôi. Đấy, hôm nay là mình làm ẩm thực tại nhà luôn mọi người ạ. Ok chưa? Được đấy. Thử mọi người nhá. Rồi. Đó. Rồi. Tí nữa là cháy vàng khè là ok anh em nhá. Thơm nên là ok anh em mà thưởng thức được rồi. Đấy, anh em ạ, thì nói chung là thỉnh thoảng mình sẽ làm, có nói chung là đâu đâu thì mình sẽ làm một ít ẩm thực để xen vào, thì mình cũng mong anh em ủng hộ mình anh em nhé. Đấy, một viên là vàng khè là anh em nhé, một viên là sao ok rồi đấy. Đây, như vậy là con gà của mình đã chín anh em nhé. Đây rồi, bây giờ là thưởng thức thôi anh em nhé. Đấy, bây giờ là mình xin mời anh tất cả anh em dùng nhà nước của mình anh em nhé. Nói chung là lâu lâu mình sẽ ra một video ẩm thực anh em nhé, thì là mình mong anh em ủng hộ mình anh em nhé. Đấy, bây giờ mình anh em nhá. Thơm anh ạ, thơm. Nói chung là trên mình sáng ra thì lạnh, lạnh lắm rồi anh ạ. Đây, bữa sáng nay là trời đang kiểu là đang mưa anh em nhé, thì mình ở nhà, có ở nhà thôi, không đi làm được. Thì bây giờ trời đang nắng rồi, chắc là tí khả năng là làm xong video là mình sẽ đi làm nha. Thôi xin mời anh em nhé. Này, chén mì anh em. Ngon, thơm bứt khé đấy bạn anh em ạ. Được đấy, ngon đấy, ngon phết anh em ạ. Nói chung là cũng khá là lâu rồi mình tức là thưởng thức món gà nướng rồi anh em ạ. Ngon phết. Không mèo này. Ngon thật sự luôn. Này, cũng còn không? Có thể ăn hết được. Còn nhiều lắm. Muốn xếp vào ngồi thẳng chỗ này luôn.
cái gan của nó là mình không bỏ mật anh em nhá, mật nó vỡ ra. Đó. Ngon đấy, ăn được ạ. Giờ đến thịt phần là chén thịt nó anh em ạ. Quá ngon, quá chín rồi nhá. Nói chung là ngon thật rồi ạ. Thịt quá chín anh em ạ. Quá chín luôn. Mất cái mình tưởng là nó còn chưa chín anh ạ, mà ăn giờ chín lắm rồi mọi người ạ. Này, tiếp tục chiến đi mọi người, ngon. Rồi. Bên mặt vàng khè ngon hết. Thịt đùi mình xem thịt đùi đúng. Cay anh ạ, cay của quả ớt này, nó khé à. Cay lắm, thơm mùi tỏi, dâm mùi, ngon lắm. Mình không thể ăn hết được con gà anh em nhé. Đó. Như con gà còn vẫn còn bằng này. Đó. Hết một nửa anh ạ. Gần một nửa đi. Một phần ba con gà. Mình ăn hết một phần ba con gà. Đó. Thế thôi. Phần này để dành cho gia đình anh ạ. Để tí gia đình đi làm về ăn. Đấy thôi anh em nhé, hôm nay là mình sẽ dừng video ở đây. Nếu thấy video hay đừng quên like video, chia sẻ cho nó kênh của mình nhé. Hẹn gặp video tiếp theo, bye bye.